Sau đây là những tin tức chính của bản tin ngày hôm nay và tôi đến từ tin tức Cà phê 24 giờ. Điểm nhấn giáo dục, hiệu trưởng, hiệu phó bị tố đi hát karaoke giữa mùa dịch. Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm về danh sách đề nghị cấp giấy đi đường. Thua Saudi Arabia, đội tuyển Việt Nam tụt hạng FIFA. Tin tức đầu tiên, xem xét kỷ luật vụ hiệu trưởng, hiệu phó đi hát karaoke ở Quảng Trị, bổ sung hình thức đào tạo thạc sĩ, vừa làm vừa học hay nghi ngờ quy trình biên soạn sách giáo khoa mới, nhóm tác giả kiến nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2021-2022. Trong thư, Chủ tịch nước viết, đợt dịch bùng phát lần thứ tư, nhiều học sinh sinh viên đã phải trải qua những tháng ngày hết sức khó khăn do phong tỏa, giãn cách. Việc học trực tuyến còn những hạn chế, bất cập và không đồng bộ, nhất là vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa, những gia đình thiếu điều kiện, phương tiện để học trực tuyến. Xem xét kỷ luật vụ hiệu trưởng, hiệu phó đi hát karaoke ở Quảng Trị. Hiệu trưởng, hiệu phó cùng giáo viên đi hát karaoke ở huyện Hướng Hóa, Quảng Trị vi phạm quy định chống dịch bị xử phạt 2 triệu đồng trên một người và đang xem xét bị kỷ luật. Sáng mùng 2 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa Đặng Trọng Vân cho biết, Ủy ban nhân dân huyện đã xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở karaoke Nhân Đức ở thôn Sari, xã Hướng Phùng mức 20 triệu đồng. Ủy ban nhân dân xã Hướng Phùng xử phạt mức 2 triệu đồng đối với ông Nguyễn Hữu Quảng, hiệu trưởng trường tiểu học Hướng Phùng, ông Đinh Trường Hải, hiệu phó, ông Trương Quang Dũng, giáo viên trường tiểu học Hướng Phùng và ông Phùng Như Hoàn. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân huyện đang hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để xem xét kỷ luật cán bộ, giáo viên vi phạm trong sự việc nêu trên. Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm về danh sách đề nghị cấp giấy đi đường. Công an thành phố Hà Nội sẽ kiểm soát chặt việc cấp giấy đi đường, thẻ đi đường và phân cấp cho từng đơn vị thực hiện để cấp đúng đối tượng. Thủ trưởng đơn vị sẽ phải chịu trách nhiệm về danh sách cấp giấy đi đường đã gửi. Theo đó, Công an thành phố Hà Nội đã phân ra 6 nhóm đối tượng được cấp giấy đi đường theo quy định mới. Giấy đi đường sẽ do Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cấp hoặc Công an xã phường thị trấn. Cụ thể, 4 nhóm đối tượng gồm các cá nhân thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công vụ, ngoại giao, cá nhân thực hiện các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực dịch vụ công ích thiết yếu, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và các cơ quan báo chí, truyền thông thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công vụ, ngoại giao, các tổ chức cá nhân và các trường hợp cấp thiết khác, phục vụ thực hiện các hoạt động công vụ, công ích thiết yếu sẽ do Phòng Cảnh sát Giao thông kiểm tra, cấp giấy đi đường. Đối với 2 nhóm đối tượng, cá nhân trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch, công dân đi mua lương thực, thực phẩm, thuốc men thì do công an xã, phường, thị trấn cấp giấy đi đường. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân có nhu cầu liên hệ với công an xã, phường, thị trấn tại qua cảnh sát khu vực, công an xã chính quy để cung cấp các thông tin để căn cứ vào đó phân loại, thống kê danh sách theo thẩm quyền Phòng Cảnh sát Giao thông hoặc xã, phường, thị trấn. Các trường hợp thuộc thẩm quyền của Phòng Cảnh sát Giao thông hoặc xã, phường, thị trấn sẽ tiếp nhận hồ sơ căn cứ vào đối tượng theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố để xem xét trả lời đồng ý hoặc không đồng ý. Nếu được đồng ý sẽ cấp giấy đi đường và gửi trả lại cho các đơn vị cá nhân. Một số các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức hoạt động dịch vụ công ích thiết yếu, nhiệm vụ cấp thiết phục vụ các hoạt động công vụ, công ích thiết yếu liên hệ với các sở ngành, chủ quản để gửi đơn qua email. Sau khi các cơ quan này xét duyệt sẽ chuyển qua Phòng Cảnh sát Giao thông cấp giấy. Ngoài ra, việc cấp thẻ đi mua hàng thiết yếu do cảnh sát khu vực, công an xã chính quy rà soát, thống kê các hộ dân trên địa bàn, tham mưu Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn duyệt thẻ mua hàng thiết yếu đối với từng hộ dân. Được biết, công an thành phố Hà Nội sẽ kiểm soát chặt việc cấp giấy đi đường nên số lượng cấp sẽ rất ít và không xảy ra tình trạng quá tải. Theo đó, đối với các cơ quan, tổ chức, công ty sẽ tập hợp danh sách những người trong diện được cấp giấy đi đường, giao cho một đầu mối, thủ trưởng đơn vị ký, sau đó gửi danh sách tới công an thành phố Hà Nội theo đường email hướng dẫn. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, công an thành phố giao cho Phòng Cảnh sát Giao thông đối chiếu cấp giấy. Việc này tránh được tập trung đông người, tiếp xúc trong khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Vẫn theo Công an Hà Nội, nếu đơn vị nào gửi danh sách quá số lượng người không đúng đối tượng được cấp giấy đi đường theo quy định, cơ quan chức năng sẽ xác minh, xử lý và thẩm định lại. Cùng với đó, thủ trưởng đơn vị sẽ phải chịu trách nhiệm về danh sách cấp giấy đi đường đã gửi. Thua Saudi Arabia, đội tuyển Việt Nam tụt hạng FIFA. Đội tuyển Việt Nam tụt một bậc xuống hạng 93 thế giới sau thất bại trước Saudi Arabia ở trận mở màn vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á. Theo tính toán của trang Footy Racing,
đội tuyển Việt Nam đã bị trừ 9,55 điểm sau thất bại 1-3 trước Saudi Arabia. Như vậy, điểm số của những chiến binh sao vàng đã giảm từ 1.261 điểm xuống còn 1.251,29 điểm. Kết quả này khiến cho đội tuyển Việt Nam tụt một bậc trên bảng xếp hạng FIFA từ vị trí 92 xuống 93 thế giới. Trong khi đó, Saudi Arabia được cộng thêm 9,55 điểm nhưng vẫn giữ nguyên vị trí thứ 61 thế giới. Đội tuyển Việt Nam vẫn còn một trận đấu nữa trong tháng 9, tiếp đón đội tuyển Australia trên sân Mỹ Đình ở lượt trận thứ 2 vòng loại cuối World Cup vào ngày 7 tháng 9 tới. Nếu như thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo giành được kết quả tốt, thậm chí là một trận hòa, thì điểm số sẽ cải thiện rất nhiều bởi thứ hạng của chúng ta rất thấp so với đối thủ mạnh này. Ở bảng B, đội tuyển Nhật Bản bị trừ điểm nhiều nhất 17,57 điểm sau trận thua với tỷ số 0-1 trước Oman. Họ tụt 4 bậc xuống vị trí thứ 28 thế giới. Ở chiều ngược lại, nhờ được cộng 15,57 điểm, Oman tăng một bậc lên hạng 79 thế giới. Đội tuyển Trung Quốc cũng bị trừ 9,57 điểm sau trận thua 0-3 trước Australia, nhưng vẫn giữ nguyên vị trí thứ 71 thế giới. Đội tuyển xứ chuột túi tăng 2 bậc lên xếp hạng 33 thế giới. Đội tuyển Việt Nam đã nhận thất bại đáng tiếc trước 1-3 Saudi Arabia ở trận mở màn vòng loại thứ World Cup khu vực châu Á rạng sáng ngày 3 tháng 9. Trước đối thủ có đẳng cấp hàng đầu châu Á, đội tuyển Việt Nam đã khởi đầu thuận lợi với bàn thắng từ phút thứ 3 của Quang Hải. Đáng tiếc, nhưng khó khăn và việc chỉ thi đấu với 10 người từ phút 54 đã khiến đội tuyển Việt Nam thua ngược 1-3. Tuy nhiên, quả không thuận lợi nhưng màn trình diễn đầy nỗ lực, quyết tâm của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã nhận được rất nhiều sự chia sẻ và động viên của người hâm mộ. Đồng thời, tin tưởng toàn đội sẽ nỗ lực giành kết quả thuận lợi ở trận sắp tới. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Australia sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 7 tháng 9 tại sân vận động Mỹ Đình.